Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian quan tâm cũng như theo dõi kênh YouTube của Nhân Long Audio. Vâng, clip ngày hôm nay em xin test chất âm của chiếc âm ly Akufei E5000. Đây là cái phiên bản cao nhất của hãng Akufei. Em đang ghép với đôi loa BMW 803 Nautilus. Mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm.